Xuất Ai Cập Ký, chương 40 Dựng đền tạm Sau đó chúa phán dạy môi xe Con dựng đền tạm và trại hội kiến vào ngày mồng 1 tháng riêng Đặt dương giao ước vào trong đền Lấy bức màn để ngăn, che rương Đem cái bàn vào, sắp đặt các đồ phụ tùng trên bàn Rồi đem cây đèn vào và gắn đèn lên cây đèn đặt bàn thờ dâng hương bằng vàng, vàng trước dương giao ước và răng bức màn che cửa đền tạm đặt bàn thờ dâng sinh tế trước cửa đền tạm tức là trại hội kiến đặt bồn nước giữa trại hội kiến và bàn thờ rồi đổ nước vào bồn dựng hành lang xung quanh đền tạm và răng bức màn che cửa vào hành lang con lấy dầu thánh sức cho đền tạm và mọi vật trong đền hiến dâng đền và mọi vật trong đền và đền sẽ được thánh hóa. Sau đó con sức dầu cho bàn thờ dâng sinh tế và các đồ phụ tùng hiến dâng bàn thờ và bàn thờ sẽ trở nên rất thánh. Con cũng sức dầu cho bồn nước và chân bồn và hiến dâng bồn. Con đem Azun và các con trai người đến cửa vào trại hội kiến và lấy nước rửa họ. Sau đó mặc cho Aaron bộ áo lễ thánh, sức dầu cho người và hiến dâng người để có thể phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Con cũng đem các con trai Aaron đến và mặc áo dài cho họ, sức giàu cho họ cũng như con đã sức giàu cho cha họ, để họ có thể phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Lễ sức giàu phong chức thầy tế lễ này có hiệu lực vĩnh viễn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngôi xe làm tất cả mọi điều đúng theo mạng lệnh Chúa truyền dạy. Như vậy, đền tạm được dựng lên vào ngày mùng 1 tháng riêng năm thứ hai Khi dựng đền tạm, môi xe đặt các lỗ trụ, dựng các vách ván, đặt các thanh xà ngang và dựng các trụ. Sau đó ông dựng trại lên, che đền và răng mái, che bên trên trại. Đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy, môi xe để hai bảng đá có ghi 10 điều răn vào dương giao ước, sò đoán khiêng vào và đặt nắp chuộc tội lên trên dương sau đó ông đem dương vào đền tạm rồi răng bức màn che để ngăn che dương giao ước đúng theo mạng lệnh chúa đã truyền dạy môi xe đặt cái bàn trong trại hội kiến về phía bắc bên ngoài bức màn và để bánh thánh trên bàn trước mặt chúa đúng theo mạng lệnh chúa đã truyền dạy ông đặt cây đèn trong trại hội kiến đối diện với bàn về phía nam và thắp đèn lên trước mặt chúa Đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy. Môi xe đặt bàn thờ bằng vàng trong trại hội kiến. Trước bức màn rồi đốt hương trên bàn thờ đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy. Sau đó ông sang bức màn che cửa đền tạm. Ông đặt bàn thờ dâng sinh tế gần cửa trại hội kiến rồi dâng tế lễ thiêu và tế lễ chay trên bàn thờ đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy. Ông đặt bốn nước ở khoảng giữa trại hội kiến. Và bàn thờ rồi đổ nước vào bồn để rửa. Môi xe Aaron và các con trai Aaron dùng nước này để rửa tay chân mỗi lần vào trại hội kiến. Hay đến gần bàn thờ họ rửa tay chân đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho môi xe. Môi xe dựng hành lang xung quanh đền tạm và bàn thờ răng bức màn che cửa vào hành lang. Vậy môi xe đã hoàn tất mọi công việc. Vinh quang của Chúa một đám mây bao phủ trại hội kiến và vinh quang của Chúa đầy dẫy đền tạm. Môi xe không thể vào trại hội kiến vì mây bao phủ lều và vinh quang Chúa tràn ngập đền tạm. Trong suốt cuộc hành trình của dân Israel, mỗi khi thấy trụ mây bay lên khỏi đền tạm, họ nhổ trại ra đi. Nhưng nếu trụ mây không bay lên, họ cũng không ra đi, nhưng cứ ở lại cho đến khi trụ mây bay lên như vậy toàn dân israel thấy chịu mây của chúa ở trên nền tạm vào ban ngày còn ban đêm có lửa trong đám mây trong suốt cuộc hành trình của họ